Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu sản phẩm mà tôi vừa sở hữu được. Và như các bạn thấy thì đây chính là một nhân vật tôi đã từng giới thiệu rồi. Trong quá khứ tôi đã giới thiệu một mẫu sản phẩm màu trắng, còn bây giờ là mẫu sản phẩm màu vàng như thế này. Và nó là của công ty tôi thuộc, mã hiệu là DO1G. Và mẫu sản phẩm này có tên là Dirty Man. Nhưng cái phiên bản đó là phiên bản màu trắng, còn phiên bản màu vàng này là Ver Hideyoshi, một phiên bản sang chảnh hơn vì nó được phủ lên một lớp vàng đây. Và các bạn thấy thì ngay cả cái cục xịt của nó cũng là màu vàng luôn. Mặt sau cho chúng ta thấy được sản phẩm chi tiết hơn, nó có thể chuyển hóa từ cái bồn cầu thành một cái con robot bừa bẩn như thế này. Và mẫu sản phẩm này tôi mua với cái giá là 1.6, 1.7 gì đó thì thôi ok, giá tham khảo là từ 1.6 cho tới 1.8. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về mẫu sản phẩm này các bạn nhé. Nếu như ở mẫu sản phẩm màu trắng Dirty Man mà tôi đã từng giới thiệu thì cái tờ hướng dẫn của nó là một cái cuộn chiếu chỉ như thế này. Nó rất là sáng tạo đó các bạn, thấy không? Mở ra thì ở cái con Ver Hideyoshi này nó còn sáng tạo hơn nữa các bạn à. Các bạn sẽ không thể nào tưởng tượng được đâu. Cái tờ hướng dẫn của nó chính là cây quạt như thế này, cực kỳ là phong cách luôn các bạn. Mở ra và mặt trước của chúng ta là cái chữ tàu hay chữ nhật gì đó, tôi không biết. Và chúng ta lật qua mặt đằng sau thì đây chính là cái tờ hướng dẫn các thao tác ráp, rất là tuyệt vời luôn các bạn. Vừa ráp vừa đổ mồ hôi thì chúng ta sẽ quạt quạt như thế này, cực kỳ mát. Ok, đây là hướng dẫn của nó nha. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, Dirty Man Ver Hideyoshi, một màu vàng chòe như thế này, rất là đẹp các bạn. Và đây chính là toilet sang chảnh, toilet của Dubai đó các bạn. Vì ở các tiểu vương quốc Ả Rập hay là Dubai này nọ các kiểu thì giới nhà giàu của nó đó thường chơi đồ mạ vàng, xe hơi mạ vàng, bồn cầu toilet mạ vàng. Thì đây chính là một toilet mạ vàng như thế này. Và chúng ta sẽ mở nắp ra nhé. Cái phần này thì nó hơi bị lỏng một chút. Đây, bồn cầu. Và chúng ta sẽ có một cục xịt vàng khè như thế này. Và bỏ vào, đẩy nắp lại. Màu sắc rất là đẹp các bạn ha. Và do nó có một chút thay đổi chi tiết cho nên nó không có chi tiết để mà kẹp giữ cái cây này lại ở bên trong như là phiên bản màu trắng này của chúng ta. Phiên bản màu trắng thì nó có hai cái cọng sừng nữa các bạn. Nó sẽ kẹp được cái cây rút hầm cầu vào bên trong như thế này. Đó, nó lòi màu đỏ ra nè. Còn cái bồn cầu mạ vàng của chúng ta thì không có để vào được, cho nên phải để rời ra bên ngoài như thế này. Và bên cạnh đó thì cái cuộn giấy xúc cũng bằng kim loại màu bạc như thế này. Ai mà chùi nó chày luôn đó các bạn. Còn đây cuộn giấy màu trắng, hoàn toàn là y chang nhau thôi các bạn. Nó chỉ thay đổi màu sắc và thay đổi một số chi tiết. Và ok thôi, bây giờ tôi sẽ chuyển thể nó thành dạng robot, các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Và các bạn lưu ý, vì nó được sơn một màu vàng rất đẹp như thế này, thì nó là một sắc sơn mà, cho nên nó rất dễ bị bong chóc khi chúng ta thao tác lắp ráp. Cẩn thận các bạn nhé, vì khi mà nó bong chóc ra thì nó sẽ rất là tệ đó. Ok, trước tiên hết là ta sẽ tháo cái này ra, để qua một bên. Tiếp đến là hai cái kiếm này, ta sẽ mở nó ra. Mở ra và để qua một bên. Và cuộn giấy tháo ra. Và các bạn lưu ý nè, mẫu sản phẩm này thì nó hoàn toàn y chang thôi, nhưng mà tôi thấy rằng á là ở những cái lỗ chốt như thế này chúng ta để vào nó rất là nhẹ nhàng, chứ nó không còn cứng như ở phiên bản trước của chúng ta, thì có lẽ đây là một sự cải tiến. Ok, mở. Và tiếp đến là chúng ta sẽ mở cái chỗ này ra. Mở ra và chúng ta sẽ mở ra. Mở cái này nè, mở này trước đi. Đấy, mở cái này. Và chúng ta sẽ xoay mở cái này ra. Bên đây cũng vậy. Cứ lắc kêu hoài thì ra là tôi quên lấy cục xịt ra các bạn. Lấy nó ra đi ha, chứ lắp ráp mà nó kêu hoài khó chịu. Đẩy lại. Đâu rồi. Tiếp đến là cái phần này.
cái phần này nè các bạn. Chúng ta sẽ trượt nó nha. Đây, cái phần này nè, chúng ta sẽ trượt nó ra. Nó hơi bị cứng chỗ này chút. Đấy, trượt nó ra. Và chúng ta sẽ bẻ xuống như thế này. Còn cái phần này nè, đây, hai cái chốt nè, thì chúng ta phải mở nó ra các bạn nhé. Đấy, mở nó ra như thế này. Và bên đây cũng vậy. Mở nó ra. Và tiếp đến là chúng ta sẽ xử lý tới hai cái phần này. Nè các bạn, nó được kết nối, được giữ lại bởi một cái chốt ghim vào cái lòng bàn chân. Và ta sẽ tháo nó ra thôi. Tháo nó ra. Và xoay cái này lên. Cái chốt này nè các bạn, chúng ta sẽ gắn vào cái lỗ này. Đây, nó có một cái lỗ nè. Và chúng ta sẽ gắn vào thôi. Đấy, xoay chân xuống. Xoay chân xuống. Và cái chốt nè, gắn vào. Kích là xong. Phần chân như thế là đã xong rồi đó các bạn. Tiếp đến là cái phần này. Chúng ta mở ra, mở ra. Và xoay cái này lại thành cái đầu của nó. Và tiếp đến là ta sẽ gắn vào. Và các bạn lưu ý nè, cái lỗ nào phải không, nó nằm ở trên một cái chỗ là cái màu sơn vàng gold như thế này. Và khi chúng ta gắn vào đó các bạn, cẩn thận thôi nhé. Chúng ta làm nhanh quá thì nó sẽ dễ bị cạ chày lắm. Và đây cũng vậy. Nếu như nó là màu nhựa trắng hoặc là nhựa vàng thì dễ rồi. Còn đây là màu sơn vàng các bạn. Ok, thế là xong. Và đây là cái phần tay. Hạ xuống, xoay xuống. Hạ xuống, xoay xuống. Và rồi, cơ bản là chúng ta đã xong rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ gắn các chi tiết vào thôi. Như cái lá cờ nè. Đây là cái sàn của toilet đó, sẽ trở thành cái phần lá cờ. Chúng ta sẽ tháo nó ra như thế này. Và hơi bị cứng ha. Chỗ này nè, chúng ta giật là giật thẳng ra nha các bạn. Chứ chúng ta không thể nào mà như thế này, lắc qua lắc lại là nó sẽ gãy. Lưu ý. Và cái phần này chúng ta sẽ xếp lại thôi. Đây, hai cái lỗ nè và hai cái chốt xếp vào. Rồi, như thế là ổn rồi đó các bạn. Và tiếp đến là ta gắn lá cờ vào thôi. Thấy không, cái chốt gắn lá cờ đó các bạn, nó rất là mềm, chứ nó không có cứng. Còn như cái con màu trắng này nè các bạn, nó cứng ngắc luôn, thấy không, bẻ mà sợ luôn. Thì tức là ở mẫu sản phẩm này, một số chỗ là nó đã thay đổi rồi để cho nó mượt mà hơn. Cơ bản là xong, nhưng như vậy vẫn chưa phải là xong các bạn nhé. Vì chúng ta sẽ còn dư ra cái cây hút hầm cầu và cái cuộn giấy xúc. Và bây giờ chúng ta sẽ ráp nó lại thành cái súng và cho nó cầm trên tay các bạn nhé. Tại sao tôi cho nó cầm tay trái mà không phải là tay phải? Vì nó còn được cho thêm một cây vũ khí nữa. Đây, cây vũ khí này không biết gọi nó là cái gì ha. Và chúng ta sẽ cho nó cầm trên tay. Cái này là cái phần vũ khí cho thêm mà cái con trắng không có các bạn. Và tiếp đến là chúng ta sẽ có một cái bãi xịt. Bãi xịt tôi lấy ra khi nãy nè. Nếu như ở con trắng thì chúng ta gắn vào đây. Còn cái con này thì chúng ta để ở ngoài đi ha. Vì chúng ta còn có thêm một cái chi tiết nữa. Đây có lẽ là trang phục truyền thống của Nhật Bản đó. Và chúng ta sẽ gắn vào đây nè các bạn. Để tôi chỉnh lại nha. Đó. Thì nó sẽ ra cái dáng cái truyền thống của Nhật hơn luôn. Chỉnh lại. Rồi, còn hai cái kiếm mà tôi đã tháo ra khi nãy, nó không cầm trên tay thì chúng ta để vào đây. Nó không có cái chốt gì cả các bạn à. Chúng ta chỉ để hờ thôi. Giống như là nó đeo hai cái kiếm sau lưng vậy đó. Ok, như thế là mẫu sản phẩm của chúng ta đã xong rồi. Dirty Man vơ sang chảnh vơ Hideyoshi đã hoàn thành. Và đây, Dirty Man phổ thông của chúng ta. Thì cơ bản chúng nó cũng chỉ là một thôi, nhưng mà đã thay đổi một vài chi tiết và thay đổi cái cách phối màu sơn lại thì nhìn nó sẽ sang chảnh, nó sẽ đẹp hơn. Cái logo ở ngay cái bụng nó nè các bạn. Ở đây chỉ là một bãi xịt thông thường thôi. Còn ở đây là bãi xịt nó có thêm ba cái gì đó bốc mùi lên và giống bốc mùi vậy đó các bạn. Và bãi xịt nó bị ngược xuống, còn này bãi xịt chỉ lên trời. À, tôi lưu ý với các bạn nhé. Ở phiên bản Dirty Man mà phiên bản phổ thông đó, nó sẽ cho kèm chúng ta một cái phần mũi dài như thế này. Còn ở phiên bản sang chảnh thì không có các bạn ạ. Chắc có lẽ vì vậy mà họ đã kiểu như là họ cho chúng ta cái này bù quá sức lại thôi. Nhưng mà màu sắc thì cũng rất là đẹp như thế này, phải không các bạn?
Có nhiều bạn thì nói rằng cái con này sao nó phối màu kỳ quá, vì màu vàng gold đi với cái màu vàng này nhìn nó bị lệch tông. Nhưng mà đối với cảm nhận cá nhân của tôi đó, thì màu vàng gold đi với cái màu vàng này nó sẽ tạo ra cái sự tách biệt màu sắc, nó sẽ có những cái điểm nhấn nhất định, chứ không phải là lệch tông. Còn nếu như làm theo ý kiến của một số người đó, nếu như người ta đội cái màu vàng này mà nó là vàng tái thì nó sẽ chìm với cái màu vàng gold này luôn, thì nhìn nó rất là tệ các bạn. Cho nên đối với tôi thì cái màu vàng này và màu vàng gold đi với nhau thì nó sẽ rất là hợp, không có gì gọi là lệch tông cả. Và cái con này đó các bạn, nó cũng có khớp accent nữa, nhưng mà cái biên độ cử động của nó cũng không được tốt lắm đâu. Đây, co nè, xoay qua lại nè, tai nó xoay nè, đầu của nó thì cũng xoay qua lại được một chút như thế này thôi, vì bị vướng. Chân của nó thì rõ ràng đá là được như đây thôi. Nói chung là nó có khớp, nhưng mà đối với một bộ sản phẩm như thế này thì chỉ cần cái sự độc đáo của nó là được rồi. Thì cái con này nó quá độc đáo. Còn về cái biên độ cử động của nó thì không nên trông chờ nhiều. Các bạn muốn chơi một mẫu sản phẩm có biên độ cử động tốt thì đây không có đáp ứng được nhu cầu đó của các bạn. Đối với những ai thích cái sự độc đáo thì đây là tuyệt vời. Nó tục tục, nó bựa bựa, nó bựng bựng như thế nào đấy, nhưng mà nhìn nó rất là hay, rất là phong cách, phải không các bạn? Quá sức là tuyệt vời luôn, màu sắc rất là đẹp. Và mẫu sản phẩm này tôi nói lại một lần nữa là tầm khoảng dao động từ 1,6 triệu cho tới 1,8 triệu. Giá tiền cũng ok quá phải không các bạn? Còn các bạn thấy mẫu sản phẩm này như thế nào thì hãy comment chia sẻ ý kiến ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.